Xin chào các bạn, hôm nay Shop Nhật Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt giày thể thao Puma thật giả. Như các bạn đã biết thì Puma cũng là một hãng giày thể thao mà được rất là nhiều người ưa chuộng trên thị trường, và chính vì vậy nên là cái việc xuất hiện những cái đôi giày Puma hàng giả, hàng nhái nó diễn ra khá là nhiều. Và để mà phân biệt được thì các bạn có thể quan sát kiểm tra cái phần logo đế giày. Hầu hết là các hãng giày có thương hiệu trên thế giới đều đúc logo của hãng vào phần đế, và cái logo hình con báo của giày Puma chính hãng được đúc rất là sắc nét và không bị méo, không bị sai, nó chỉ hướng về một phía duy nhất. Còn đâu các cái sản phẩm nhái thì thường được thêu lên thân giày, đế trong của giày hoặc là được đúc lên đế giày, nhưng thường đường nét không sắc cạnh và xuất hiện một vài cái chi tiết thừa có trong mẫu. Giày xịn có lót thường được làm bằng da hoặc là cái vật liệu tổng hợp được dính rất kỹ vào đế và không bị bong tróc hay là xô lệch ra khỏi đế. Đế giày được ép nhiệt nên là khác với hàng nhái được dán keo, ít có cái hiện tượng há mõm. Tiếp đó thì cái phần trang trí ngay bên ngoài luôn được may bởi hai đường chỉ. Nhiều giày giả thì chỉ có duy nhất một đường chỉ thôi, nên các bạn có thể dựa vào cái logo và đế giày để có thể phân biệt được giày Puma thật giả. Tiếp đó, khi mà chúng ta trực tiếp đi mua hàng thì chúng ta có thể đi thử để cảm nhận. Giày thể thao Puma chính hãng thì thường rất là nhẹ, mỗi đôi khoảng vài trăm gram thôi, nên là khi mà đi chúng ta sẽ có cảm giác thoải mái, có sức bật xa và bật cao cho các bạn. Khi đi hay là chạy, chơi thể thao, người đi giày xịn thì sẽ cảm thấy êm chân, dễ chịu, đệm lót êm và có khả năng hút ẩm tốt. Khi đi vào chân thì giày nhất định phải tạo được cái cảm giác dễ chịu cho người dùng, nhẹ nhàng, dễ bật, chạy nhảy. Còn nếu mà các bạn cảm thấy nặng nề thì đó sẽ là một đôi giày fake. Các bạn có thể để đôi giày lên mặt phẳng xem là chúng có cân đối hay là không. Giày tốt thì sẽ thường không bị nghiêng vẹo, đầu và gót giày cùng nằm ở trên một mặt phẳng. Khi dùng tay ấn vào mũi và gót giày thì giày vẫn không bị vênh. Cuối cùng thì các bạn nên kiểm tra tem của đôi giày này. Đây là một cái đặc điểm dễ nhận biết nhất. Ở lưỡi giày chân phải thì luôn luôn có tem an toàn thể hiện giày xuất đi nước nào, và tem size luôn thể hiện 4 size là Anh, Mỹ, Pháp, Nhật. Thì dựa vào đây các bạn có thể kiểm tra được một đôi giày Puma chính hãng hay là không. Nếu như các bạn không thể tự trực tiếp đến cửa hàng thì các bạn có thể order giày Puma ở trên trang web Puma, và các bạn có thể liên hệ tới Shop Nhật Việt theo số điện thoại 0983 131 528 để đặt hàng và được tham khảo thêm một số những cái mẫu giày Puma mới ra của năm 2020. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.